Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2020. Các bạn có thể thấy được cái thời tiết hiện tại đang rất nắng nóng và nhiệt độ lên đến gần 40 độ C, và nhu cầu sử dụng máy phát điện thì cần thiết hơn bao giờ hết. Và hôm nay thì chúng tôi có một lô máy phát điện Nhật quên xài luôn. Các bạn có thể thấy được do cái tình trạng máy thùng để lâu rồi nên là nó bị mục hết thùng cái này. Đây. Còn tình trạng máy trong vẫn là mới nguyên các bạn nhá, chưa xài, chưa xăng, chưa nhớt. Một số chiếc thì quý ơi, từ mai nữa. Một số chiếc thì các bạn có thể thấy được nó còn thùng nguyên, nhưng mà nói chung là nó cũng bị mối hết rồi này, mối mục hết rồi, rất là phí. Đây các bạn thấy không? Đây. Mối mục hết. Máy này là máy Subaru. Đây. Một số con này thì không còn thùng. Đây các bạn thấy không? Nói chung là gần như là phế hết thùng rồi. Nhưng mà về chất máy thì các bạn yên tâm, hàng mới tinh, chưa xài. Đó, rất đẹp. Đỉnh luôn. Subaru nó là một cái thương hiệu Nhật Bản, hàng chất lượng cực cao rồi. Và các bạn có thể gặp những cái máy Subaru qua rất là nhiều video rồi. Chúng tôi đã giới thiệu với các bạn, ngay kể cả Denio ấy 2006 cũng sử dụng động cơ Subaru. Và chiếc này là Subaru RGN3000, các bạn thấy không? Subaru với Robin bản chất nó là một thôi, chả khác gì cả. Đây Subaru rồi. Động cơ này là động cơ máy nằm nha các bạn nha, EX17 6. Đây động cơ này. Có số series riêng của từng động cơ luôn. Máy mới tinh. Con này công suất của nó là 2,4 kg. Đây các bạn thấy không? Máy rất đẹp luôn. Đây thông số này các bạn có thể thấy được. Trước này thì điện 220, 2,4 kVA. Đấy, máy thì của Robin Subaru, hàng xịn sò luôn, chính hãng, mới tinh luôn, chưa xài. Bình mục, vỏ thùng mục. Đây, các bạn thấy không, rất nhiều. Rất rất nhiều. Lô này thì các bạn quất nhanh không là rất là nhanh hết. Với các nhu cầu hiện nay thì các bạn có thể lựa chọn mua một chiếc máy này sử dụng, đó là một trong những cái lựa chọn hàng đầu luôn. Đây. Máy chung máy mới tinh luôn nhá. OHC Sigcam chạy siêu khỏe luôn. Dòng này chạy thì hết bài rồi. Đây, vẫn còn kiểu cắm này. À. Hàng này chúng tôi thanh lý, do đó cái mức giá của nó rất là hợp lý để các bạn có thể mua được. Chứ bình thường nếu mà những chiếc máy này bình thường nếu mà nhập khẩu trực tiếp mà bán theo kiểu thông thường thì giá của nó rất là đắt. Rồi các bạn có thể thấy được một lần nữa tổng quan lô máy này. Táp lô đây, công tắc, tắt bật đồng hồ báo, điện zin 22 luôn nhá. 50Hz này, 220V này, hai cổng ra này. Động cơ Subaru EX này. Quá ok luôn. Rồi nếu muốn mua hàng thì vui lòng liên hệ với Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc 0974 47099. Vui lòng like, subscribe kênh, đăng ký vào chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video sau.